cháu ruột Vũ Linh lên tiếng chuyện giành tài sản, tránh nói về Hồng Loan, cô Sáu gào thét ngay bàn thờ. Cách đây chưa lâu, khán giả Việt bàn hoàng trước thông tin ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời. Sự ra đi của cố nghệ sĩ là một mất mát lớn cho nên nghệ thuật nước nhà, đặc biệt là sân khấu Cải Lương. Hậu tang lễ nhiều ngạo về chuyện bản quyền phát sóng trực tiếp trong đám tang, phân chia tài sản của các thành viên trong gia đình của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhận được sự quan tâm từ dư luận. Đa phần cư dân mạng hiện tại đều đứng về phía con gái của ông là Hồng Loan và làn sóng chỉ trích các em ruột và cháu ruột như Hồng Nhung, Tiểu Linh, Hồng Phượng. Mới đây, cháu gái của cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh, ca sĩ Hồng Phượng, nhân vật bị dân tình ném đá quyết liệt, đã có những trải lời trên sóng live stream. Cô tâm sự, cậu thương mình thì mình biết là được rồi, cậu thương hết tất cả mọi người trong gia đình, chị Nga vẫn đang ở nhà của cậu, chị Nga vẫn ở đây và mọi người vẫn rất yêu thương nhau, nên mọi người đừng lo, không có gì phải lo. Mọi người thông cảm cho Hồng Phượng trong khoảng thời gian này, Hồng Phượng sẽ tránh kể những chuyện về gia đình, về cậu, dẫu Hồng Phượng biết rằng mọi người rất quan tâm. Mọi người biết không, trong khoảng thời gian này, mình nói gì cũng sẽ có chiều hướng khác nhau, có thể bị cắt ghép, nghĩ theo kiểu khác nữa, dư luận quá nhiều chiều. Thế nên Hồng Phượng cũng bị ảnh hưởng nhiều về điều đó, mà Hồng Phượng nghĩ là cậu cũng sẽ không vui khi thấy gia đình và cháu mình có những áp lực như vậy sự mất mát của gia đình là quá lớn rồi. Ca sĩ Hồng Phượng cho biết khán giả buồn thì chắc chắn cô và các thành viên trong gia đình cũng buồn. Cháu gái của nghệ sĩ trải lòng, đồng thời nói về sự nuối tiếc vì những ước muốn cùng người cậu quá cố chưa thành hiện thực. Chuyện thì nó cũng đã xảy ra, bây giờ mình phải sống, tiếp tục con đường của mình đi và cố gắng. Lẽ ra năm 2019, Hồng Phượng làm live show với cậu. Năm 2020 cũng là kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật của cậu. Thời điểm đó cậu cháu đã nói với nhau rồi, nên cũng không thể làm được. Đến năm 2021 thì dịp bệnh, sang năm 2022 thì đầu năm cậu đã bệnh. Bệnh từ đầu năm tới cuối năm nên không làm gì được cùng nhau cả. Bây giờ nghĩ lại rất là buồn, vì cậu bệnh, dịp bệnh nên không làm gì được cả. Cảm thấy tiếc nuối vì không có thì cậu cháu đã có thêm nhiều kỷ niệm với nhau. Trái với sự điềm đạm của Hồng Phượng, mẹ ruột của cô là nghệ sĩ Hồng Nhung lại tiếp tục gây phản cảm với mạng khóc lóc kể lệ trước bàn thờ của anh ruột. Anh nằm xuống, người ta chữa gia đình mình không còn gì hết trơn. Họ chỉ nghe một phía, muốn giữ lại tâm nguyện của anh mà nói với con cháu, em đâu có gì đâu. nói lên trên mạng nó nói xúc phạm gia đình mình, chửi tới mức ngốc đầu lên không nổi luôn đó anh Nam. Tuy nhiên hình ảnh này lại càng gây phản cảm với cư dân mạng. Nhiều người cho rằng em gái Vũ Linh nên tôn trọng anh trai, đừng làm phiền hương linh của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Cô gieo gió thì gạt bảo đừng trách móc ai. Đồng tình với quan điểm trên, Hoa hậu Phương Lê tiếp tục thể hiện sự bức xúc của mình. Cô nói Hồng Loan có quyền đuổi bất cứ người nào ra khỏi ngôi nhà của chú Linh, Vị cha mất, nhà là của con. Hồng Loan có quyền quyết định cho ai ở và đuổi ai. Ở mà biết điều thì cho ở. Còn có cô em học, chú, cháu gì đó mà không biết điều là đuổi luôn. Không có sai, luật cha mẹ mất là để nhà lại cho con. Còn anh chị em còn xa lắm chứ ở đó mà đòi tranh chấp.